Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Câu lạc bộ Thái Phiên Đà Nẵng. Câu lạc bộ Thái Phiên Đà Nẵng hiện có 44 câu lạc bộ cấp cơ sở, trong đó có 41 câu lạc bộ phường và 3 câu lạc bộ chuyên ngành. Năm 2022 với phương châm hoạt động sống vui sống khỏe, góp phần tham gia xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp. Câu lạc bộ đã tổ chức thành công đại hội đại biểu câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022-2027, quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên, duy trì chế độ thông tin thời sự, kịp thời nắm bắt dư luận, các ý kiến kiến nghị của hội viên phản ánh với thường trực thành ủy. Các hội viên của câu lạc bộ cũng đã tích cực tham gia công tác ở địa phương, tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như tư vấn sức khỏe, hoạt động khuyến học, nhân đạo, động viên con cháu cùng nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, được nhân dân tin cậy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thông tin về tình hình thế giới, trong nước cũng như những thành quả thách thức kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua đến các hội viên câu lạc bộ Thái Phiên. Bí thư Thành ủy đánh giá cao phương thức hoạt động linh hoạt của câu lạc bộ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời khẳng định những thành quả của thành phố có sự đóng góp tích cực của các hội viên câu lạc bộ Thái Phiên. Trong cái kết quả chung đó thì có một cái sự đồng hành đóng góp rất là quan trọng của câu lạc bộ Thái Phiên và các bác các đồng chí ở hội viên câu lạc bộ với một cái tinh thần trách nhiệm, với một cái kinh nghiệm công tác quý báu đã tích cực tham gia góp ý, hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố để vượt qua các cái khó khăn thách thức. Và chúng tôi cũng đánh giá rất cao câu lạc bộ đã triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2022. Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới, các hội viên câu lạc bộ Thái Phiên tích cực phát huy kết quả đạt được, tiếp tục là chỗ dựa chính trị, chỗ dựa tinh thần cho cấp ủy chính quyền. Lãnh đạo thành phố thì luôn mong muốn câu lạc bộ Thái Phiên sẽ tiếp tục là cái chỗ dựa tinh thần và ủng hộ đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền các cấp và đem cái trí tuệ, kinh nghiệm quý báu để tham gia góp ý vào cái quá trình xây dựng các cấp ủy chính quyền ở từ cơ sở. Và cũng nhân dịp này thì tôi cũng mong là mỗi các bác các đồng chí hội viên sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc mà giáo dục các cái truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý tưởng sống cho thế hệ trẻ, và xem đây cũng là một cái phương châm nhiệm vụ của hoạt động của câu lạc bộ. Bí thư Thành ủy cũng khẳng định câu lạc bộ Thái Phiên là tài sản quý giá, là bộ phận không thể tách rời của Đảng bộ chính quyền thành phố. Lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến tư vấn góp ý của các hội viên câu lạc bộ Thái Phiên trong quá trình đề ra và thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian đến.